Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tâm trí của bạn rộng ra bao nhiêu, thì bạn sẽ cứu mang lượng người tương đương như vậy. Tâm trí của bạn nâng cấp ngần nào, thì bạn sẽ tiếp đón những loại người tương đương với sự thay đổi tâm trí của bạn. Có một cháu một năm nữa sẽ làm Abitur, và nó đã hẹn gặp tôi và trò chuyện. Nó nói rằng: mục sư ơi, con được Chúa kêu gọi là mục sư trong tương lai, và bây giờ mục sư khuyên con như thế nào trong một năm nữa khi làm xong Abitur. Tôi hỏi con: nếu như ngay bây giờ mà con làm Abitur thì điểm của con là bao nhiêu? Nó bảo cỡ khoảng 1,3 đến 1,6. Tôi nói rằng: thế ngay bây giờ con đã được nghe tiếng Chúa phán kết thúc Abitur vào trường thần học, học ngay và làm mục sư không? Nó bảo: chưa có. Tôi nói rằng: nếu con chưa nhận sự rõ ràng điều đó, mục sư khuyên con hãy bắt đầu từ cái đầu của mình và trái tim. Hãy làm cái nghề nào mà lòng con ước ao. Nó nói rằng nó rất thích làm nghề luật hoặc ngoại giao. Tôi nói rằng: hãy học thật giỏi đi và hãy bước vào thi vào trường đại học ngoại giao hay luật. Khi con trở thành nhà ngoại giao, 10 năm hay là 5 năm sau vẫn bỏ để mà đi hầu việc Chúa được. Còn nếu con không được Chúa phán ngay bây giờ trở thành mục sư, con sẽ làm cái gì sau khi kết thúc trường thần học? Bởi vậy cho nên nếu không được Chúa phán rõ ràng, hãy làm những điều gì mà đầu của bạn thấy nó đúng và lòng của bạn mong ước. Amen. Và tôi nói với cháu rằng: con à, hãy nhớ một điều này. Đại học không đánh mất đức tin của con đâu. Học cao không đánh mất đức tin của con. Có một người nói với tôi rằng, tôi nói với anh biết, học càng cao càng mất đức tin. Ông điểm cho tôi 3 người trong Việt Nam truyền giáo khi vào đại học mất đức tin. Tôi nói rằng: xin lỗi ông, tôi sẽ chỉ cho ông 10 người khác không hề học đại học nhưng cũng bỏ đức tin luôn, cũng ở trong Việt Nam truyền giáo. Tôi đưa cho ông 10 người đứa trẻ khác. Và ông nói: ừ đúng. Tôi bảo: ông có biết tại sao và thời điểm nào chúng nó bỏ không? Tôi nói rằng: đúng năm 18 tuổi chúng nó bỏ không đến nhà thờ. Ông biết vì sao không? Bởi vì chúng nó có đức tin đâu mà bỏ. Vì bố mẹ bắt đến nhà thờ, chúng nó đã không có đức tin từ nhỏ rồi. Và chúng nó phải đến nhà thờ chứ không hề thích đến nhà thờ. Và nó đợi đến năm 18 tuổi được quyền quyết định đi theo ý riêng của mình. Và nó đã quyết định chứ không phải vào đại học bỏ đức tin. Và tôi nói thêm rằng: đại học chỉ là một kết quả của gymnasium. Gymnasium là kết quả của kindergarten. Cái đó là bộ đại học và giáo dục. Và như vậy nếu như đại học mất đức tin thì tôi khuyên cả Việt Nam truyền giáo đừng để cho con mình đi kindergarten nữa. Và nhà nuôi con. Anh chị em ơi, sự ấu trĩ sẽ làm chúng ta chỉ nhìn vào một sự việc và kết luận, không hề nhìn và nghiên cứu tới bản chất của sự việc. Hỡi anh chị em, tôi đã từng bị dạy tại Ukraine sai lầm rồi. Tôi không muốn sự sai lầm đó mà làm hỏng thế hệ con cái của tôi và bạn tại đây. Chúng nó phải học hết sức của mình như có thể. Tất nhiên, đừng ép những đứa không thể học được bắt nó vào đại học. Amen. Nếu trình độ của chúng nó chỉ thế thôi, hãy để cho chúng nó thế thôi. Tôi đã nói vào bài giảng trước rồi, kể cả nghề cắt cỏ, nếu bạn làm thật tốt nghề cắt cỏ, sẽ có một ngày ai đó tới thuê bạn cắt cỏ. Và nếu bạn còn yêu tiếp cái nghề đó, bạn sẽ phát minh ra máy cắt cỏ bay trên không, và bạn sẽ trở thành triệu phú và tỷ phú. Bạn ơi, nghề đánh giày cũng thuộc loại nghề đáng yêu, chứ không phải nghề nào là nghề tồi, nghề nào là nghề tốt đâu anh chị em. Amen. Một vị chùm của hãng du lịch Xích Lô phố cổ Hà Nội lại là một bác sĩ. Lại là một bác sĩ. Nhưng từ nhỏ ông ta khoái cái nghề Xích Lô. Học y ra, làm bác sĩ chuyên khoa mà vẫn thích nghề Xích Lô. Và cuối cùng ông ta đã bỏ nghề bác sĩ để trở thành người lái Xích Lô. Và từ lái Xích Lô đó trở thành chủ hãng Xích Lô du lịch phố cổ. Bởi vậy cho nên anh chị em, tôi nói với anh chị em biết rằng bằng cấp không quyết định thành công của cuộc đời anh chị em. Nhưng nếu không học, đừng có mơ thành công. Có bằng cấp chưa chắc đã thành công trong cuộc sống. Nhưng nếu không học, đừng có mơ thành công. Học không phải chỉ ở trường lớp, học chuyên sâu ở ngoài đời này. Tôi muốn hỏi anh chị em, những người nào nấu ăn làm nghề Inbiz, giơ tay tôi xem nào. Có ai tại đây nấu ăn làm nghề Inbiz? Bạn ở Việt Nam có học trường nào ra không? Không đúng không?
Tại sao bạn nấu ngon thế? Cái đó gọi là học chuyên sâu đấy. Học trang bị từ đời này đấy. Bởi vậy cho nên 50 người giàu nhất thế giới bây giờ 70% lại không có bằng đại học. Tôi nói như vậy không có nghĩa là để chống lại học thức đâu. Tôi muốn nói cho anh chị em biết là học như thế nào cho nó đúng và trên thực tế sống như thế nào cho nó thành công. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng sự khôn ngoan tốt hơn cả học thức. Hallelujah. Sự khôn ngoan định nghĩa là áp dụng tri thức vào cuộc đời trên thực tế. Hồi thấy chúng ta luôn luôn chúc mừng những người mới có mặt lần đầu tiên tại đây. Nếu bạn có mặt tại đây lần đầu tiên, bạn là đối tượng mà chúng tôi chờ đợi và mong ước. Bạn có thể giơ tay của mình lên cho chúng tôi chúc mừng bạn và có món quà gửi tặng tới bạn. Một người, có ai nữa không? Những người lần đầu tiên có mặt tại đây. Dạ, tôi nhìn thấy đại gia đình của ông bà Lê Tuyết, Toàn Thành có mặt tại đây. Cảm ơn Chúa, hãy vỗ tay cho chị gái của Toàn đang ngồi ở đây. Cảm ơn Chúa vì người anh em từ Stuttgart, Lanh Thọ. Có ai nữa không? Ngồi hai con người này, hãy vỗ tay cảm ơn Chúa. Hallelujah. Dạ, có hai người mới đúng không? Thế thôi à? Còn bạn, các bạn, hàng xóm xung quanh thì đâu rồi? Hãy mang họ tới, amen. Hãy nói với người lân cận rằng chớ quên mang bạn chúng ta tới. Xin mời, hãy vỗ tay cảm ơn Chúa một lần nữa về họ nào. Amen. Tất cả những gì chúng ta làm, tất nhiên mục đích cuối cùng là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta hát thật chuẩn, đàn ca ngợi Chúa thật hay, chúng ta đến sớm, ban tổ chức làm thật là tốt đẹp, và tòa nhà này sắp tới sửa sang lại thật là đẹp. Ông mục sư nói với tôi rằng, Trần có biết không, sắp tới cái nền nhà mà chúng ta đang đứng đây này, bạn có thể soi gương được. Họ sẽ láng một lớp nhựa hay lớp sơn gì đó mà đi thấy bóng của bạn ở trên. Tôi bảo thật nguy hiểm rồi, người Việt Nam chúng tôi lại phải nâng cấp nữa rồi. Họ làm rất là đẹp, và họ sẽ không có một chút nào trong tòa nhà này bóng dáng của một tôn giáo nào hết. Họ tới đây giống như một nhà hát vậy. Và có thể sẽ có một ngày cả căn phòng về chật ních những thanh niên thiếu niên tại Berlin, chúng ta sẽ cả một đêm hát ca ngợi Đức Chúa Trời. Chúng nó nhảy disco cả đêm. Còn tại đây chúng ta sẽ hát tôn vinh Chúa cả đêm. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ban nhạc và hát phần lớn là thanh thiếu niên. Vì sao? Vì chúng ta không phải chê người già, nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài đã lôi thanh thiếu niên tới. Làm sao nâng cấp nhạc lên để không có một ban nhạc nào tại cộng đồng ở Berlin này có thể đánh xịt bằng ban nhạc tại đây. Tôi nói như vậy không phải để kiêu ngạo, nhưng tại sao chúng ta lại khóc? Tại sao nhà thờ chúng ta không phải là đẹp nhất trong tất cả mọi quán ăn tại Berlin này, trong cộng đồng Việt Nam? Amen. Hallelujah. Bởi vậy cho nên chúng ta cùng nhau thay đổi. Amen. Bây giờ tôi muốn nói về sự dâng hiến. Vì sao ngày hôm nay lại là tôi mà không phải những người khác? Bởi vì có một hình ảnh mà vừa rồi tôi nhìn thấy. Chúng ta sắp tới ngày 26-27 tới đây để dự. Có nhiều người đã bỏ đồng tiền cuối cùng để mua cái vé đó, vì buổi nhóm này không phải dành cho tất cả mọi người. Nếu như sắp tới chúng ta chuyển sang sân vận động Olympic 87.000 người, lúc đó bạn dẫn bao nhiêu người tới trong buổi nhóm đó đều được. Còn 26-27 tới, căn phòng này chỉ có giới hạn 2.400 chỗ ngồi, phòng này và phòng bên cạnh. Thành ra ban tổ chức muốn hạn chế mức độ tối đa những người tò mò đã bán vé. Và có một số người tôi để ý thấy đã bỏ đồng xu cuối cùng để mua cái vé đó. Và ngày hôm nay tôi muốn nói với bạn, trong lời Chúa dạy chúng ta câu kinh thánh để chúng ta cầu nguyện. Tôi tin rằng đây là lời cầu nguyện để phép lạ dẫn tới sau khi chúng ta dự xong đại hội của Benin. Lời Chúa nói rằng: vậy thì hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói, hỡi Israel, sao ngươi nói như vậy? Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Có nghĩa là nhiều người đang gặp hoạn nạn khó khăn nói rằng: Chúa ơi, con khổ thế này mà Ngài không thấy sao? Tại sao ông trời không có mắt sao? Tôi làm gì mà phải trả giá thế này? Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên đầu cùng đất chẳng mỏi chẳng mệt. Sự khôn ngoan của Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, những người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.
Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Hãy nhắc lại cùng tôi, chim ưng. Hallelujah. Chim ưng là loài chim phượng hoàng. Phượng hoàng dịch ra có nghĩa là vua của các loài chim. Phượng hoàng là một loài đặc biệt hơn các loài chim quạ, chim sẻ, chim chích, chim sâu. Phượng hoàng nó có con mắt của nó, cái tiêu cự nhìn rất là xa, và giữa hai con mắt của nó đó có một cái đốm gồ lên. Bạn để ý mà xem, có một cái đốm gồ lên này, đó là một viên đá. Một viên đá nằm giữa hai con mắt của nó. Và viên đá này càng ngày càng lớn nữa, càng to lên theo độ tuổi của đại bàng. Và khi nó càng ngày càng lớn thì nó tách dần làm cho mắt của đại bàng càng xa nhau hơn. Và tiêu cự nhìn con mồi không còn rõ nữa. Và khi không bắt được mồi, đại bàng càng ngày càng già. Nó sức càng ngày càng yếu, không khỏe bằng một con quạ nữa. Và đại bàng bây giờ bắt đầu phải tìm và lựa chọn một trong hai sự lựa chọn: phải sống hay là chết. Muốn sống thì phải kiếm được nhiều đồ ăn. Mà muốn kiếm được nhiều đồ ăn thì mắt phải nhìn cho rõ. Mà muốn nhìn cho rõ thì cục đá này giải quyết sao đây? Nó chỉ là nguyên nhân làm cho mắt mờ. Bây giờ làm sao để lấy cục đá ở giữa trán này ra khỏi? Lấy làm sao bây giờ? Không đi bác sĩ được, không có đi ạc được. Bây giờ phải làm sao? Đại bà mới quyết định, vầng đá ở trước mắt, nó phải lao đầu vào đá, bay từ xa đâm thẳng đầu vào đá. Khi nó vẫn nhìn thấy mắt chưa rõ, nó lại bay lần thứ hai để viên đá này bung ra khỏi trán của nó. Nó đập đầu vào đá, đập cho tóe máu. Và cuối cùng, sau nhiều lần, viên đá này đã văng ra khỏi trán của nó. Sau 3 đến 1 tuần sau, vết thương lành lại, mắt trở lại vị trí lúc ban đầu. Và Chúa nói rằng, những kẻ trông đợi ta sẽ cất cánh bay cao như chim ưng. Là như vậy đó. Đức Giê-hô-va là vầng đá. Khi bạn trông đợi Đức Giê-hô-va, bạn giống như con đại bàng già nọ lao đầu vào tảng đá có tên là Giê-xu, cho tới khi màu đá này văng ra khỏi mắt. Cái cứng cỏi trong tâm trí nó cần phải văng ra. Và sau một vài tuần sau hồi sức, đại bàng lại trẻ trung trở lại như lúc ban đầu. Nó lại bay trên những độ cao, nhìn như loài rắn và chuột, để lao xuống chộp lấy. Và khi ăn đủ rồi, lông cánh lông ống lại mọc ra trở lại. Nó lại trở lại giống như tái sinh vậy. Và lời Chúa nói rằng, hỡi những kẻ trông đợi Đức Giê-hô-va, đừng trông đợi Bên-Hinn. Đừng trông đợi Bên-Hinn. Và bạn đã nói với những người hàng xóm của bạn, nói rằng hãy đến mua vé mà vào, chắc chắn được chữa lành. Nhầm to rồi bạn à. Họ phải có đức tin trước. Còn nếu họ mua vé mà vào đây không được chữa lành, họ đâu có chờ đợi gì đâu. Họ vào giống như xem biểu diễn nghệ thuật đó. Thì họ không được chữa lành, họ về họ chửi bạn đấy. Phải mang đức tin cho họ trước. Amen. Còn những kẻ đang ngồi trong căn phòng này, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Dù trong túi của bạn, tôi biết có những con người còn đồng xu cuối cùng, mà bạn thậm chí một tuần tới không biết ăn gì nữa. Mục tiêu của Chúa không phải lấy tiền của bạn. Mục tiêu của Chúa làm cho bạn giàu. Và làm sao để giàu được? Hãy trông cậy Đức Giê-hô-va. Hãy trông cậy Đức Giê-hô-va và gieo điều mà bạn đang có. Chờ đợi ngày mùa. Amen. Vừa rồi chúng tôi đi họp phụ huynh cho Danny. Và khi học phụ huynh xong, chúng tôi được biết rằng chính cái bà giáo chủ nhiệm dạy con của tôi lớp đó lại từ gymnasium chuyển tới. Và cái điều kiện của bà đòi hỏi rất là cao và khó. Có nhiều phụ huynh khác phàn nàn nói rằng tại sao con tôi làm như vậy mà chỉ có điểm 2, tại sao làm như vậy lại bị điểm 3. Bà giải thích rằng bà rất là muốn cho những đứa trẻ học tốt hơn. Mặc dù nghiêm khắc như vậy làm cho nhiều bà mẹ bực buồn. Nhưng tôi nói với vợ của tôi rằng, em à, cảm ơn Chúa vì con người nghiêm khắc đó. Anh nhớ lại thi đại học của anh, thi ba môn, 2.6 và 1.9. Và cái điểm 9 đó lại từ điểm hóa của một người dạy cực kỳ nghiêm khắc, gần một năm trời luyện thi.
ông bao giờ cho đề khó hơn. Còn toán và lý thì lại cực kỳ dễ. Mỗi lần chúng tôi nhận điểm toàn 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm, khoái lắm, thấy sung sướng, hay, điểm cao. Nhưng cái ông dạy hóa mà lại là cùng bộ môn với mẹ của tôi đó, ông nói với 7 đứa luyện thi trong lớp của ông nói rằng: các con à, đừng vui bây giờ, hãy vui cái ngày mà nhận được điểm báo từ bộ đại học á. Thành ra bác dạy các con để hướng tới niềm vui cái ngày cuối cùng, chứ không phải vui với những điểm này. Bác có thể viết cho các con 10 lần điểm 10 luôn mỗi bài thi, nhưng để làm gì? Và ông tiếp tục khó như vậy, ông tiếp tục luyện khó như vậy. Rồi đến một ngày, tôi được như ngày hôm nay, du học ở nước ngoài và đứng trước mặt anh chị em là một phần công khó của con người giáo sư dạy hóa đó. Amen anh chị em. Thật ra anh lắng nghe tôi nói này, có hai cái mà bạn cần phải hiểu. Một là mối quan hệ, hai là cách làm việc. Cách làm việc không thể nhầm với mối quan hệ được. Mối quan hệ giá trị chúng ta như nhau, nhưng làm việc hãy học cách làm việc thật là nguyên tắc. Còn nếu không nguyên tắc là loạn. Amen. Amen anh chị em. Anh chị em có thích đi xe ô tô ở tại Đức này hơn tại Việt Nam không? Anh chị em thích đi xe ô tô ở Đức này so với nước Nga không? Tôi đi xe ô tô, có một cậu người Đức nói tiếng Nga, cậu nói rằng: ồ, phải học đàng hoàng, bên Đức này phải đàng hoàng. Tôi nói rằng: ông ạ, bên Đức này học làm sao để không đụng vào người khác, nhưng bên Nga chúng tôi phải học thêm một phần nữa, làm sao để tránh người ta không đụng vào mình. Còn ở Việt Nam là phải học thêm một cái môn nữa, là môn đoán người ta rẽ hướng nào. Thế là không có luật gì hết đấy. Tôi được một người anh em tin Chúa phóng xe máy, bây giờ là chồng của cô em vợ tôi đấy, lái xe một hồi chở tôi đi. Tôi chả thấy đèn xanh đèn đỏ gì hết ạ, cũng chả thấy có luật gì hết. Tôi bảo: ô, Nam ơi Nam, đi này có một nguy hiểm quá, chả có luật gì hết à? Cậu nói rằng: ơ, người gọi tôi: ô mục sư, có luật chứ mục sư. Tôi bảo: luật cái gì? Bảo: luật là mình đoán xem nó rẽ hay không rẽ. Có nghĩa là mình đi sau đó đó, mình phải có cái luật là linh cảm xem, là đoán xem thằng này rẽ hay là nó không rẽ. Cái đấy khó rồi. Bạn ơi, cái kiểu như vậy á, nó sẽ tai nạn. Bởi vậy cho nên tôi muốn nói với anh chị em trong hội thánh, chúng ta hãy học mối quan hệ với nhau như trong gia đình, trong tình thân, còn trong công việc hãy như trong quân đội vậy. Amen. Amen anh chị em. Và bạn sẽ được học, bạn sẽ được giải thích. Có những loại quân đội làm theo lệnh như một cái máy, không hề biết tại sao phải làm. Nhưng trong hội thánh này, đội quân không phải như vậy. Bạn tình nguyện nguyên tắc, nhưng trong sự phát triển tư duy và sáng tạo trong đầu của bạn, bạn sẽ được học, được trang bị, được giải thích, và khi làm việc thật là nghiêm túc và rút kinh nghiệm, khi làm sai sẽ làm tốt hơn. Amen. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hôm trước tôi đã chia sẻ với anh chị em về một đề tài là sự sức giàu. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục đề tài đó. Hallelujah. Định nghĩa sự sức giàu là gì? Sự sức giàu định nghĩa là quyền năng Đức Thánh Linh hành động qua bạn để thực hiện một việc siêu nhiên mà bạn không thể làm được. Có một câu ca dao mà người Việt Nam chúng ta được nghe, có thể bạn đã từng được nghe rồi: bao giờ trạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình. Câu ca dao đó thách thức của một người với một người đang yêu. Cái người này không hề thích người kia làm chồng đâu, hoặc là không hề thích người kia làm vợ mình đâu. Cô ta hoặc anh ta mới nói cái câu ca dao này: bao giờ trạch, mọi người biết trạch là gì không ạ? Nó dưới bùn đấy. Khi nào trạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình. Hoặc có nhiều kẻ kiện cáo và phá phách hội thánh nói rằng khi nào trạch đẻ ngọn đá, sáo đẻ dưới nước thì hội thánh này mới ngàn người. Hoặc trong chức vụ của bạn, người ta nói rằng khi nào trạch đẻ ngọn đá, sáo đẻ dưới nước thì đặt tay lên kẻ khác mới được lành bệnh. Và như vậy sẽ chả bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nhưng bạn ơi, nếu như bạn hiểu được sự sức giàu thì bạn có thể nói rằng kể cả trạch không bao giờ đẻ ngọn đa,
sáo không bao giờ đẻ dưới nước, nhưng nhờ sự sức dầu của Ngài, ta sẽ làm được mọi sự. Amen. Kẻ đang nói với anh chị em đây là kẻ nói lắp bẩm sinh và nói ngọng từ năm 9 tuổi. Có nhiều người nói rằng bao giờ trạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ngươi mới làm mục sư được. Không, người đời họ nói như vậy, tâm trí con người nghĩ như vậy. Bố mẹ tôi nói rằng mày lắp như vậy làm sao làm được ngoại giao và luật sư. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, khi gặp được Ngài rồi thì chính Ngài đã sức dầu, và sự sức dầu đó đã làm được những điều mà con người đó không làm nổi. Amen. Nếu vợ của bạn nói rằng tính của anh đời đời không bao giờ thay đổi, bạn nói rằng amen, anh sẽ không thể thay đổi được. Giống như trạch không đẻ bao giờ trên ngọn đa thì anh cũng sẽ không thay đổi được đâu em ạ. Nhưng em ơi, sự sức giàu sẽ đến. Nhưng em ơi, sự sức giàu đã có, bởi vì anh được tái sinh, anh là cơ đốc nhân. Từ nhân là người, cơ đốc là sức giàu. Anh là cơ đốc nhân, anh đã có sự sức giàu, và sức giàu sẽ giúp cho anh thay đổi. Amen. Tiếp bài giảng về sự sức giàu để chúng ta chờ đợi vào cuối tháng 10 tới, chờ đợi Đức Chúa Trời hành động. Tôi chỉ là kẻ đi trước để dọn đường. Tôi nhớ lại vào năm 1995, có một bà mẹ tại bên Moscow đưa một cháu bé trong kỳ phục sinh. Chúng tôi vừa giảng xong kỳ phục sinh, chuẩn bị kết thúc buổi nhóm. Cái bà đó bỗng nhiên bà sực nhớ ra điều gì, bà chạy thóc xuống phía dưới, ôm thằng con trai của mình lên phía trên. Không có hội thánh, không có kia bụng giảng đẹp như thế này đâu, chỉ là một phòng câu lạc bộ của một cái ốp sinh viên chúng tôi thuê tại đó. Bà bế đứa con tới, đứa con từng tuổi Jeremy con tôi bây giờ vậy. Bà tụt cái quần của nó xuống, hai cái chân của nó là chân vòng kiềng hình chữ O. Nó đi rất là khổ, nó đi khoảng độ được 500m, 600m là nó không đi nổi vì mỏi chân quá. Chân nó quá vòng kiềng một cách bệnh hoạn. Chị hỏi tôi, mà tôi vừa giảng cái bài Giê-xu sống lại từ cõi chết, không việc gì khó đối với Ngài, mà bà này bà đẩy tôi vào cái thế cực kỳ khó. Bà vác thằng con tụt cái quần của nó xuống. Bà hỏi tôi, mục sư, Chúa của mục sư, con làm phép lạ cho con trai của tôi không? Tôi tưởng là nó bị ốm cái gì. Tôi bảo, được chứ. Bà nói rằng, mục sư nhìn này, thằng Hoàng Anh đó, bà vợ tôi biết đấy, chân vòng kiềng, Chúa có thể nắn cho chân nó thẳng được không? Tôi khó rồi. Tôi mới hỏi mẹ nó rằng, thế chị có tin không? Tôi hy vọng là bà nói rằng, tôi thì không tin. Thì tôi sẽ định đẩy, thôi thì về nhà đọc kinh thánh để lúc nào có tin thì mang đến đây. Bà nói đại rồi, tôi tin. Tôi bảo, thế xong rồi. Tôi quay xuống, hồi đấy hội nhà hội thánh có bốn mấy người. Tôi bảo, anh chị em ơi, người này nói rằng chân thằng này vòng kiềng tròn như vậy, mà bà tin rằng Chúa chữa lành cho nó, chúng ta có tin không? Tôi không nói chúng ta, anh chị em có tin không? Tôi nghĩ rằng tôi là người mà đức tin lớn nhất đã không tin rồi, hội này sẽ nói là không tin. Để tôi còn kêu gọi kiêng ăn cầu nguyện mấy ngày nữa. Cả hội tin. Mà cuối cùng chỉ có một mình tôi là không tin. Mà bây giờ tôi phải đặt tay cầu nguyện nó. Tôi ôm nó vào lòng tôi và nói, Chúa ơi, mẹ nó tin, cả hội thánh của Ngài tin, và hãy giúp con tin vào phép lạ của Ngài. Và lúc đó khi cầu nguyện như vậy, có một sự siêu nhiên ập từ trên người của tôi. Và bây giờ tôi hiểu rằng đó là sự sức giàu. Tôi công bố rất là rõ ràng sự chữa lành tới và thả cho mẹ nó. 2 tháng sau, mà rõ ràng tôi vẫn đến thăm cái nhóm kinh thánh tại nơi đó, nhưng mà bà không hề nói. 2 tháng sau, trong khi đang ăn, cùng ăn với cái nhóm đó, bà nói rằng, mục sư ơi, mục sư có nhớ chuyện gì không? Bà có chuyện gì? 2 tháng trước, ngày phục sinh đó, thằng Hoàng Anh con tôi chân thẳng rồi. Tôi về tôi cũng quên luôn, nhưng cách đây 1 tuần tắm cho nó, khi tắm kỳ cọ vì nó bẩn lắm, khi kỳ cọ cho nó tôi kỳ đến chân của nó, chân thẳng rồi. Ủa thì nó đâu rồi? Bà chạy ra ngoài hành lang gọi nó vào, tụt quần giữa cái nhóm, mọi người đang ngồi nhóm lại. Nó đứng tổng gồng như vậy. Tôi quẹp hai chân nó lại. Thẳng. Cái đó gọi là phép lạ, hay là qua sự sức dầu, Chúa hành động qua bạn để làm những việc mà người thường không làm nổi. Khi nào trạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình không cần.
khi có sự sức giàu thì trạch sẽ đè lên ngọn đa. Khi sự sức giàu thì sáo sẽ biết lặn. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Một câu chuyện tiếp theo. Năm 97 đi cùng mục sư Lê Văn Dinh và mục sư Lê Văn Xanh xuống Ukraine đến hội thánh mà tôi đã từng làm mục sư tại đó. Kết thúc buổi nhóm xong, người ta tập hợp vào trong căn phòng để cầu nguyện. Tôi cùng mục sư Xanh, cùng mục sư Dinh quỳ gối. Người ta đi vào từng người vào cầu nguyện. Có một bà mẹ đưa một cháu bé tới. Bà nói vào tai tôi rằng hãy cầu nguyện cho cháu. Tôi bảo bệnh gì? Tôi dịch ra cho các mục sư kia biết là nó bị bệnh về nan đề về máu. Và thịt nó bị thối, từng cái đồng xu một như vậy này, lõm ở bên trong. Người ta nói rằng nó có bị ảnh hưởng của Chernobyl. Và nó bị nhiễm trùng máu. Cháu bé nó cỡ khoảng độ 5-6 tuổi. Nó mặc cái váy màu trắng, tôi còn nhớ. Và khi tôi nhìn thấy mẹ nó cởi cái áo ra để cho nhìn thấy tay của nó lỗm trỗm những cái lỗ như bằng đồng xu đấy, sờ vào nhũn từ bên trong vậy, nước chảy ra. Và họ nói rằng hãy cầu nguyện cho con gái của tôi. Tôi quay sang dịch cho các mục sư còn lại và nói rằng hãy cầu nguyện. Và đến lúc đó đó, bỗng nhiên có một sự sức giàu siêu nhiên xảy ra. Tôi gọi đó là ân tứ của đức tin. Tôi nói rằng con ơi, con có tin Chúa chữa lành cho con bây giờ, ngay bây giờ không? Nó rất là ngây thơ. Yeah, tin. Và cả các mục sư khác cùng với tôi đặt tay lên người đó cầu nguyện. Và ngày hôm sau tôi chia tay với hai mục sư ở Kiev để bay về Đức và về Mỹ trở lại. Sau 3 ngày công tác tại Kiev, tôi quay trở lại thành phố đó để giảng tiếp. Đến một hội thánh khác, đang đứng giảng, đang cầu nguyện như vậy, bỗng nhiên thấy có ai đó cầm cái áo của tôi, giật. Tôi đang giơ tay nhắm mắt như vậy, nhìn xuống thấy một đứa trẻ con đang đứng giật áo. Tôi bảo ban tổ chức đâu mà tại sao lại để cho nó đang linh thiêng thế đấy mà nó đứng cứ thế là giật. Tôi lại mặc kệ nó, giơ tay tiếp. Tôi gạt tay ra tiếp tục, nó lại giật trong tiếng cầu nguyện rất là đông người. Tôi mới nhìn xuống để nói chuyện. Hả? Tôi mới nhận ra khuôn mặt của nó, bởi vì nó đến hội thánh khác. Ô con đấy à? Tôi nói vì được tiếng nói rất là ầm, nó chỉ gần đầu như vậy thôi. Tôi mới cởi cái áo ngoài của nó ra để xem, thấy những cái vết ở thân thể sau 3 ngày nhá. Cái vết mà lõm đó đấy, nó đã có vảy. Và sau đó tôi stop, không cầu nguyện nữa, không nói to nữa, stop, bố mẹ của đứa này đâu rồi? Hai bố mẹ đi lên và họ làm chứng quyền năng phép lạ của Chúa. Cái đó gọi là sự sức giàu. Sự sức giàu có nghĩa là con người, bản thân chúng ta không có cái quyền năng đó. Thành ra khi xảy ra như vậy, đừng có một ai khoe rằng mình có quyền năng đó để chữa lành. Bởi sự sức giàu thôi, có nghĩa là quyền năng Đức Thánh Linh thực hiện điều siêu nhân đó qua bạn. Amen. Amen. Amen anh chị em. Thăng lên phía trên này. Đứng đây con. Ok, cái này là cái dây điện. Ở trong này có một sự sức giàu chạy trong này. Thăng muốn thử không? Không à, ok, con xuống ghế ngồi. Thò ngón tay vào cái lỗ này là sự sức giàu xuất hiện ngay. Bản thân cái dây này không có quyền năng gì hết. Nó không có điện, nó chỉ là dây dẫn thôi. Mọi người hiểu không? Và chỉ cần rút cái đầu kia ra là lập tức nó chả là cái gì hết ấy. Nó chỉ là dây thừng để buộc trâu thôi. Nhưng khi cắm vào ổ điện, sờ vào cái lỗ này ấy, là bạn thấy răng của bạn cười ngay. Vì sao? Cái đó là sự sức giàu tỏi đến giật chết bạn. Và cái dây này không hề khen rằng nhờ tôi mà bóng điện sáng, nhờ tôi mà quạt chạy. Xin lỗi ạ, nhờ dòng điện chạy ngang qua thôi. Còn bản thân ngươi chả có cái gì hết. Mày chỉ là một dây dẫn không đáng giá 10 euro. Amen. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Tôi có một lọ nước hoa, hiệu của nó là hiệu Củ Chi. Hiệu nó là hiệu Củ Chi. Ok, tôi làm thí nghiệm cho mọi người thử này. Ok, bây giờ mời 4 người lên phía trên này. 5 người, 3 cháu thanh niên, 3 người già lên đây. Nào, xếp hàng. Ok, bây giờ Đức thò bàn tay ra đây. Thò tay đây. Ok, bây giờ Đức bắt tay thẳng, quay mặt xuống phía dưới. Quay mặt phía dưới, bắt tay thẳng. Bắt tay kia, đừng bắt tay cổ. Ok, bây giờ thẳng bắt tay.
tay ông Vượng. Ông Vượng bắt tay anh Cẩn. Anh Cẩn bắt tay bảo Minh. Ok, bây giờ tất cả đều ngủ tay xem. Có mùi gì không? Có mùi gì không? Có mùi nước hoa. À, chủ nhật tuần sau cũng là đầy người, tôi sẽ mang chai nước mắm tới. Ok, xin mời người, mọi người ngồi trở lại. Vừa rồi đứng trên trên, tôi đã làm ví dụ cho bạn biết sự chuyển giao sức giàu. Khi một người được sức giàu, người khác không chạm vào, sự sức giàu đó chuyển giao cho người khác. Và tuần sau họ sẽ chuyển giao mùi nước mắm từ cho người khác. Bởi vậy cho nên, hãy lắng nghe, sự sức giàu không phải để riêng cho bạn, mà bạn phải cho người khác nữa. Người ta làm cho nước hoa, không phải để cho bạn ngửi thôi. Bạn biết tại sao họ sức nước hoa làm gì không? Để người khác thân, còn chính người sức nước hồ. Mọi người hiểu không? Có người sức nước hoa không xỉ. Còn người khác đi ra nước hoa thân, thì tránh mùi hôn ách. Để ta hãy nhớ này, nước hoa không phải đến từ ma quỷ. Amen. Nước hoa không phải đến từ ma quỷ, vàng không phải đến từ ma quỷ, tiền không phải đến từ ma quỷ, nhưng thái độ lòng xấu xa mới là đến từ ma quỷ. Sử dụng nó như thế nào và mục tiêu của nó sử dụng ra làm sao. Cảm ơn Chúa ngày hôm nay tôi cũng chia sẻ sự sức giàu. Đức tin nhận sức giàu. Tôi nhớ lại năm 1999 tôi vừa rồi đến đây, có vợ tôi. Và lớn, ông có mặt ở 59 Lorelai. Có. Tôi đến đó, đến Lorelai, dạ, hồi đó tôi 29 tuổi. Tôi nhớ cái buổi nhóm lần bài giảng thứ 3 của tôi. Tôi giảng xong cùng với chữa bệnh, chữa bệnh cho mọi người. Và tôi nhớ trong không khí đồng minh như vậy, một bà chạy lên. Mà rõ ràng mọi người đang xin chút rồi bà nói, Mục sư ơi! Tôi bảo, cái gì mà làm thế? Cái gì? Bà nói, Mục sư ơi! Tôi bảo, có chuyện gì? Cầu nguyện cho làm cho tôi! Tôi bảo, có người nhỏ cho tôi nghe nói. Cầu nguyện cho tôi. Tôi bảo cầu cái gì? Tôi bị tiền tài. Thảo nào mà nhà to thế. Ông vừa còn nhớ không? Và bà nói tôi hỏi thế tiền tài nào? Bà nói rằng tay phải tay trái tôi được từ quên cũng như là tay nào. Nhưng mà bà bị một tay đứt. Và tôi bảo có cái tiếp nào? Bà này cái tiếp nào? Tôi quay xuống tôi nói anh chưa có tin. Mỗi lần tôi hỏi vậy là tôi đang nghi ngờ này. Anh chưa có tin không? Cầu tin. Bà có tin không? Tôi bảo nguy hiểm. Và khi tất cả đều tin, tôi phải cầu nguyện thôi. Tôi cầu xin Chúa sự sức giàu tới. Tôi làm y chang như Chúa Giêsu đã làm. Lấy ngón tay của tôi, chọc hai ngón tay của bạn. Trong danh Chúa Giêsu Christ, linh của sự điếc hãy lui ra khỏi người đàn bà này. Bà ngài dâm. Tôi bảo bà có chụp lại cho tôi chắc. Lại nhét vào lỗ tay này, lại cầu nguyện ba lần, nát xương nó lên rồi. Sau đó bà chạy khắp căn phòng đó, chưa nói còn nhớ không? Cái đó gọi là sự sức giàu. Không phải là hùng chữa lành được cho bạn, mà sự sức giàu. Sự sức giàu nó là quyền năng của Thiên Linh hành động qua bạn, những việc siêu nhiên mà bản thân bạn không thể có được nó. Sách Giăng đoạn 3 câu 34 cho chúng ta nhìn thấy một câu kinh thánh rất là quan trọng. Lời Chúa nói rằng vì đấng của bạn Đức Chúa Trời đã sai đến thì giao truyền lời Đức Chúa Trời. Đến đây là ai? Đến đây có tên là gì? Đến đây có tên là Chúa Giêsu, Jesus Christ. Vì Chúa Giêsu mà Đức Chúa Trời đã sai đến thế gian này để giao truyền lời Đức Chúa Trời. Bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Hãy nhắc lại cùng tôi từ ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Hãy nhắc lại không chừng mực. Không chừng mực có nghĩa là không giới hạn. Hãy lắng nghe, chỉ có Chúa Giêsu mới được sức giàu không giới hạn. Còn tôi và bạn sức giàu giới hạn. Giới hạn theo ơn mà Ngài gọi và giới hạn theo đức tin của bạn có hay không. Amen. Chỉ có Chúa là sự sức giàu không giới hạn. Benjamin sắp tới đến không phải là ông là Chúa, mà ông đang phục vụ Chúa. Ông cũng chỉ là một con người được sức giàu giới hạn thôi. Thân thể của tôi có dòng máu đầy, nhưng mỗi một chi thể này nó được sức giàu tùy theo chức năng tên gọi của nó. Cái chân được sức giàu để làm công việc của chân, chứ nó không thể làm việc của tay nữa. Sự sức giàu trên mắt của tôi để làm công việc của mắt không thể ngửi thấy mũi được, mặc dù ở gần nhau. Thế nên mỗi chúng ta phải biết được rằng bạn và tôi
không thể nhảy vào vị trí của sự kêu gọi khác mà làm nữa. Hãy làm tốt cái điều mạnh của bạn. Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời sức giàu cho bạn không chừng mực. Sách Luca đoạn 4. Hallelujah. Lời Chúa nói rằng thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức giàu. Hãy nhắc lại cùng tôi từ sức giàu. Ngài sức giàu cho ta, đây là sức giàu của Chúa Giêsu đó, để giao truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để giao cho kẻ cầm được thác, kẻ mù được sáng, kẻ bị hại được tự do, và đón tân năm lành của Chúa. Hãy nhắc lại cùng tôi một lần nữa từ sức giàu. Những người chân chiên tại vùng Trung Cần Đông, họ luôn luôn sức giàu cho những con chiên và những vết thương và trên đầu của nó để tránh ruồi muỗi. Dù muỗi mà bay tới chỗ nào có sức giàu đó, nó không đậu được vào, nó không dám lại gần chỗ được sức giàu và vết thương đó được an toàn. Và sự sức giàu này không phải chỉ chữa lành, không phải chỉ bảo vệ, mà còn sức giàu này để tấn công kẻ thù nữa. Và lời Chúa nói rằng thần của Chúa ngự trên ta. Hãy nhắc lại câu thần của Chúa. Nhắc thêm một lần nữa, ngự trên ta. Cảm ơn Chúa. Tại sao Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời mà Ngài vẫn cần thần Chúa ngự trên, Ngài vẫn cần sự sức giàu? Bởi vì câu trả lời đơn giản, Chúa đã gác lại 100% tư thế của Đức Chúa Trời. Ngài xuống trần gian trong hình hài yếu đuối như tôi, như ông cảnh, như ông vượng và như tất cả chúng ta tại đây. Ngài là một con người rất là bình thường như tôi và bạn, bởi vì Ngài gác lại vị trí quyền năng của Đức Chúa Trời như thế nào, xuống là một con người bình thường để làm một tấm gương và làm cái mẫu cho chúng ta nhìn thấy. Một con người bình thường trong cậy vào Đức Thánh Linh với sự sức giàu của đấng đó sẽ làm được những việc phi thường như thế nào. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Và khi Tây Việt Linh bị Đông Việt Linh và Đông Đức bế quan quả cảm, một tổng thống trẻ tuổi từ bên Hoa Kỳ sang đứng ở dưới chân của bức tường đó, ông nói một câu rất là đặc biệt. Sau 15 phút giảng thuyết, ông nói rằng tôi là một người Berlin. John Kennedy đã nói câu nói đó, tôi là một người Berlin. Và sau câu nói đó, bao nhiêu chuyến hàng từ Tây Đức đã vận chuyển thả xuống cho Tây Berlin, thả xuống qua những đường hàng không. Ông nói để nói với những người Tây Berlin rằng dù các bạn bị bế quan tỏa cả, nhưng tôi là một trong số các bạn. Nếu tôi còn sống, các bạn sẽ sống. Tôi sẽ chiến cùng các bạn và sống cùng các bạn. Tôi sẽ làm hết sức để có thể giúp các bạn. Bạn ơi, nhưng 2000 năm trước đó, có một đấng xuống trần gian, Ngài xưng Ngài là con người. Ngài xưng Ngài, ta là con người, ta là con người, ta là con người. Mặc dù Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài nói với tôi và bạn rằng Ngài là con người. Và nếu ta là con người nhờ Đức Thánh Linh của mình chỗ này, thì các ngươi cũng có thể nhờ vào đấng đó để nhận được cuộc sống thành công trên đất này. Amen. Và làm cho nó trở thành một chú ngựa trên chúng ta, vì Ngài sức giàu. Và những công việc tiếp theo quan trọng, thần của Chúa sức giàu không phải để chúng ta khoe khoang mà để phục vụ người khác. Không phải khoe khoang mà là đi làm việc. Amen. Câu của mọi người câu 38. Hai câu này tôi có thể giảng 100 bài giảng dựa trên hai câu này được. Giảng đi giảng lại mà vẫn thấy sự sức giàu, bởi vì nó là lời của Ngài. Ăn đi ăn lại cái nào cơm trắng đó, mà ngày nào ăn cũng không thích trắng, cứ mỗi lần ăn no rồi thấy nó ngán, rồi lại đợi 4 tiếng sau lại ăn tiếp vẫn thấy ok. Bởi vì trong hạt gạo trắng đó, hạt gạo làm ta đó có vị phù sa, nó mang lại sự sống cho tôi và bạn. Lời này còn quan trọng hơn cả hạt gạo làm ta. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từng nơi ngõ qua chỗ kia làm phước chữa lành hết thảy những kẻ bị ma quỷ nhập huyết, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Sách Công Vụ đoạn 5 có một câu nói mà gây sốc cho bạn, một câu nói cực kỳ sốc. Và câu này bạn sẽ không hiểu nổi nếu như không được Đức Thánh Linh bày tỏ tại sao lại được chữa lành kiểu đó. Hãy nhìn này, Công Vụ đoạn 5
bây giờ có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ, và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-la-môn. Dầu vậy chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen. Tiếp theo, hãy lắng nghe này, hãy lắng nghe này. Nếu Chúa không những chỉ sức giàu cho Giê-xu mà Ngài sức giàu cho những con người khác, thì Ngài cũng sức giàu cho tôi và bạn ngồi tại đây. Số những người tin Chúa tại Berlin càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem kẻ bệnh đến ngoài đường cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên trống, để khi Phêrô đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người. Tại sao lại che? Che để làm gì? Câu trả lời ở phía dưới. Câu tiếp theo 16, dân sự ở các thành Jerusalem đem đến những kẻ bị đau ốm và kẻ bị tả ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành. Hãy nhắc lại cùng tôi từ hết thảy đều được chữa lành. Chữa lành bằng phương pháp gì nhỉ? Họ đặt tay lên, mỏi tay quá rồi. Họ cầu nguyện, sao nhu cầu nhiều quá đi. Và cuối cùng, họ chỉ có một cách, mà người bệnh nằm la liệt trên đường, để cho một lối nhỏ. Lúc đó mặt trời vẫn còn mọc, bởi vì ban ngày đông người lắm, ban đêm S-Bahn và U-Bahn ít làm việc, thành ra ít người hơn. Thành ra khi bóng mặt trời vẫn còn, một số lượng người rất là đông, họ xếp thành hai hàng cho những kẻ bệnh nằm trên giường. Phêrô đi ngang qua thôi, bởi vì quá đông người, để cho cái bóng của ông đó dưới ánh sáng mặt trời. Nếu mà tại Berlin này chắc phải làm 4 bóng đèn pha, để cho bóng này, bóng vượt này, bóng vượt kia, bóng vượt trước, bóng vượt sau, để ông vượt đi tới đâu được chỗ này gấp 4 lần hơn. Kinh Thánh chép rằng Phêrô chỉ cần đi ngang qua thôi, những người được bóng của ông che, chỗ này đứng dậy bước đi. Bạn nói rằng wow, như vậy cái bóng của ông là bóng thánh rồi, như vậy ông này đúng là thay mặt Đức Chúa Trời làm giáo hoàng đầu tiên rồi. Xin lỗi, bóng của ông đó sau này không chữa được lành cho ai hết. Nhưng bởi sự sức giàu lúc bấy giờ, anh chị em, bởi Đức Thánh Linh lúc bấy giờ đang hành động qua con người đó. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Và cái bóng đó chỉ là một công tắc cho dòng điện chạy qua dây dẫn để bóng điện bật sáng thôi. Chứ nếu công tắc không còn điện chạy ngang qua, có bật cả 100 lần bóng điện không hề sáng. Đừng nhìn vào một con người, hãy nhìn vào Đức Chúa Trời hành động qua con người đó. Đến cái bóng của người được sức giàu cũng làm cho người khác được chữa lành nữa cơ. Một câu thánh tiếp theo, hãy lắng nghe nhé, để tí nữa chúng ta sẽ học cái cách nhận sự sức giàu này cho mình. Công vụ đoạn 19 câu 11-12. Cảm ơn người thanh niên có tên là Long, con của dòng họ Nguyễn, Nguyễn Ngọc. Nào chúng ta cùng nhau xem Công vụ đoạn 19 con ạ. Công vụ đoạn 19 câu 11-12. Như vậy vừa rồi mục sư viết chuyển lại cho con không bị chính xác. Nào chúng ta cùng nhau để ý này. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi, nhìn kỹ nha, đến nỗi người ta lấy áo, lấy khăn đã mặc vào mình của Phao-lô mà để trên các kẻ đau yếu, thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Có những người không thể tới được chỗ Phao-lô giảng và phục vụ, họ đã lấy cái khăn, lấy áo của ông mang về, hoặc là những khăn áo mà ông đặt tay sức giàu lên trên mang về đặt trên các kẻ đau yếu. Đây là lời Chúa kể nha, không phải tôi bịa ra. Lời Chúa viết nha, không phải tôi bịa ra. Bạn ơi, Chúa Thánh Linh chữa lành chứ không phải cái áo đó chữa lành. Chúa Thánh Linh chữa lành chứ không phải Phao-lô chữa lành. Amen. Amen. Sự này, phép lạ này là Chúa làm chứ không phải con người. Vừa rồi cả Việt Nam bị sốc bởi vì những fan, hàng ngàn những cô gái thanh thiếu niên, những nam thanh niên đứng trực ở sân Nội Bài chờ đợi ngôi sao ca nhạc từ Hàn Quốc sang. Mấy cái ông ung sung khung gì đó xuất hiện, mấy ông song song gì đó hay là ung sung sung xuất hiện. Và có một cô gái 3 tháng sau đó tay phải quấn khăn băng bó. Mẹ hỏi tay con bị gãy lúc nào. Không mẹ, tại sao mày bó như không thích tắm không thích rửa? Bởi vì tay này anh ấy bắt tay con. Bảo anh nào, cái anh ung sung sung đó đã bắt vào tay con. Thế
cho cô số lấy khăn và chăn cuốn lại để giữ mùi của anh ấy. Bạn ơi, tất cả những con người có tên là Un Sung hay là Y Nhiên, tất cả những cái ưu điểm đó không thể mang lại cho bạn sự chữa lành được. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Và cái áo của Phaolô mặc cũng không thể chữa lành cho ai hết đấy. Nếu có vợ và ông nói rằng anh tốt nhất vứt đi vì nó hôi quá rồi, không giặt nổi. Nhưng sự sức giàu của ngài mới là điều quan trọng. Đừng chạy theo cái áo, đừng chạy theo áo của con người để sức giàu, mà hãy chạy theo đấng mà đã sức giàu cho con người đó. Amen. Amen. Hallelujah. Đừng chạy theo bàn tay của Đỗ Hoàng Đức. Ngày mai ngày kia bắt tay Đức không còn mùi thơm đó nữa, có mùi khác. Nhưng mà hãy chạy theo cái lọ nước hoa có tên là củ chi đó. Khi có củ chi là bạn có mùi thơm. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ sau khi chúng ta được nghe những điều như vậy, chúng ta cần phải học cách. Chúa ơi, những điều hay như vậy xảy ra, làm sao con có được? Làm sao học cách nào để lấy được cho mình? Bởi vì bao nhiêu điều thành công tốt đẹp xảy ra xung quanh con đây, nhưng mà con không học được cách lấy nó cho mình. Con muốn có được sự sức giàu này phải làm sao? Bài giảng trước đã có một phần rồi, nhưng ngày hôm nay tôi muốn đọc câu kinh thánh Ma-thi-ơ đoạn 14. Bài giảng ngày hôm nay có tựa đề là đức tin nhận sự sức giàu. Kể cả bạn ở cùng người sức giàu, bạn làm việc cùng người sức giàu, bạn được người sức giàu đặt tay, bạn nghe lời của người sức giàu giảng, nhưng nếu bạn không có đức tin, nếu bạn không chờ đợi, nếu bạn không trông đợi tương lai, thì không bao giờ bạn nhận được. Đừng chạy theo con người, đừng chạy theo con người. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Sách Ma-thi-ơ, khi qua biển rồi, sau khi hóa bánh cho 5.000 người ăn đó, sau khi qua biển rồi, ngài và môn đồ đến xứ Genesaret. Người xứ đó nhận biết ngài. Hãy nhắc lại cùng tôi, nhận biết ngài. Người xứ đó nhận biết ngài thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh, và họ đem các kẻ bệnh đến cùng ngài, xin chỉ cho giờ đến viền áo mà thôi. Vậy ai giờ đến cũng đều được lành bệnh cả. Chỉ xin giờ áo của ngài thôi. Bạn không cần đặc biệt phải họ cầu nguyện cho bạn. Kể cả họ cầu nguyện đặc biệt cho bạn ôm chặt đấy, nhưng trong lòng của bạn không có đức tin thì cũng vô ích mà thôi. Còn nếu bạn có đức tin đầy tràn trong lòng của mình, thì chỉ cần sờ vào viền áo của ngài thôi, thì sự sức giàu cũng đã đủ đến trên bạn rồi. Amen. Ông Ray Carbonke, ông nói một kinh nghiệm rằng: tôi có một ước ao nóng bỏng từ hồi trẻ đó, là tôi luôn luôn muốn đứng bên cạnh những người được sức giàu, để khi Chúa ngài đổ xô sức giàu xuống trên người đó, một giọt nó văng ra đúng với tôi, và tôi chỉ cần với một giọt đó là cả cuộc đời hầu với Chúa thỏa mãn rồi. Bởi vậy anh chị em ơi, hãy đến gần, hãy đến gần đụng chạm, hãy đến gần yêu mến, hãy đến gần phục vụ, hãy đến gần những người được sức giàu. Khi Chúa đổ thùng xúc dầu vào trên ông vượng, chỉ cần một giọt nó văng ra bạn thôi là bạn đủ để chiến thắng mọi nan đề. Amen. Không phải cái giọt đó văng ra từ ông vượng, mà giọt đó từ Chúa đổ trên ông vượng văng vào bạn. Amen. Amen. Hallelujah. Có một người họ bắt chiếc, họ thấy có một người bị mờ mắt tới. Anh kể lại: tôi nhớ lại Chúa Giêsu nhổ nước bọt, lấy ít bùn nhào từ nước bọt vào bùn, xong bôi vào mắt người ta. Tôi cũng bắt chiếc nhổ nước bọt nào bôi mắt, tát bét phát mặt. Mày làm gì đấy? Người con của anh ta tát một phát vào mặt tôi. Tôi nói rằng cái đó là sự dại dột, Chúa có phán điều đó hay không mà bạn làm theo, hay làm theo sự hướng dẫn của ngài. Amen. Amen. Đừng bắt chiếc người khác. Có một vị sứ đồ khác tên là Smith Winvoss. Ông đã cho 53 người sống từ cõi chết trở lại. Vợ ông là người đã sống từ cõi chết trở lại, sống lại 3 lần. Đến lần thứ 3, bà xin cho ông trở về với Chúa. Ông có một cái ơn đặc biệt, đá đấm. Cứ ai ví dụ bụng bị đau bụng là lấy ông đấm, bùm, ngã đánh dầm. Và báo chí người ta chửi ông ấy là đánh người. Ông nói rằng các vị hãy
hay hỏi những người mà họ bị ngã đứng dậy xem, họ đều nói rằng được chữa lành hết. Tôi không hề nhìn thấy họ, mà tôi nhìn thấy một tà linh đang cắn vào bụng của họ. Và khi tôi đập vào tà linh đó, họ được chữa lành. Còn nếu bạn mà bắt chiếc cầm gậy, công an túm ngay. Người ta bị què, còn bạn đi tù. Đừng làm bắt chiếc người khác. Amen. Đừng làm bắt chiếc người khác. Amen. Hãy sứ điệp nhận từ họ, sức giàu nhận từ họ, nhưng đừng bắt chiếc cái cách giảng của họ, bởi vì bạn khác. Amen. Ở đây chúng ta cùng nhau xem, họ giờ vào viên áo vì sao? Vì những con người này đã chuẩn bị đức tin từ lâu rồi. Kinh Thánh chép rằng người xứ đó nhận biết Ngài. Họ nhận biết ở chỗ nào? Bởi vì họ được nghe Chúa đã nói sách Luca đoạn 4 rằng thần của Đức Chúa Trời ngự trên ta, Ngài sức giàu cho ta để giảng tin lành cho kẻ nghèo và làm nhiều dấu kỳ phép lạ khác. Những kẻ ở xứ này Genesaret đã được nghe đây là con người được sức giàu đang xuất hiện ở vùng đất của ta. Họ đã nhận biết Ngài và họ báo tin, họ quảng cáo cho mọi người người được sức giàu đang đến. Và lòng của họ chờ đợi, trông đợi Đức Giê-va. Chỉ cần họ sờ vào gấu áo, họ sờ vào viên áo của Ngài, sự sức giàu chữa lành đó đã đổ lên trên họ. Hãy nói với người lân cận thật to rằng phải có đức tin chờ đợi. Và đó là chính là điều tại sao tôi để hơn một tháng từ nay cho tới ngày đó để chuẩn bị cho bạn. Một câu kinh thánh tiếp theo, Mác đoạn 4 đoạn 5. Mác đoạn 5 câu 24 đến câu 34. Ô anh chị em ơi, sự sức giàu quan trọng. Có những thói hư tật xấu của bạn, có những cái xấu hổ ở trong phòng kín của bạn, bạn chỉ sợ ai đó phát hiện ra. Có những tính của bạn, có những cái thất bại, có những lĩnh vực nào đó bạn bị thất bại, có những cái barrier nào cần phải vượt qua. Bạn và tôi có câu trả lời, sự sức giàu sẽ vượt ra khỏi điều đó. Amen. Sự sức giàu vượt ra khỏi điều đó. Tôi ngày xưa khi tóc càng ngày càng rụng, thân thể càng ngày càng bị teo tọp, thắt lưng chọc liên tục để cho nó không bị tụt quần. Người ta nói với tôi rằng ever, sắp tới ever. Bọn thanh niên ở trong hội thánh bên kia viết một cái bảng thông báo thật là to dán ở hội thánh. Sau 2 tuần tôi đi công tác Ukraine về, thấy hội thánh dán SOS cầu nguyện khẩn cấp cho mục sư Trần Mạnh Hùng lấy được vợ. Nhưng bạn ơi, khi bạn tóc rụng, thậm chí răng rụng nữa, nhưng nếu như sự sức giàu tới, bạn đừng lo ever. Lại có người đặc biệt nhìn thấy cái răng rụng của bạn lại khoái vì duyên quá. Mỗi lần anh trò chuyện với em, có một cái điều nhạc từ cái lỗ hổng từ răng của anh ra là em mê mệt. Amen. Amen anh chị em. Alleluia. Và vậy cho nên sự sức giàu giải quyết nhiều nan đề. Nào chúng ta cùng nhau xem, Đức Chúa Giê-xu đi với đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Hãy nhắc lại cùng tôi từ lấn ép. Lấn ép có nghĩa là gì? Ai đã từng xếp hàng mua thực phẩm thời kỳ tem phiếu giơ tay tôi xem nào. Khi khu tập thể thông báo rằng alo alo, sau một tuần nữa ở đây có bán thịt, khẩn trương mang tem phiếu tới. Và bạn biết không, mẹ tôi lập tức nói húp, mang ngay cục gạch viết tên gia đình mình để xếp hàng. 7 ngày sau mới bán, mà bây giờ đã phải mang cục gạch viết tên gia đình ông Ngoan Hảo để xếp hàng rồi. Thành ra mỗi một ngày 2 lần ra kiểm tra xem nó có quẳng cục gạch xuống ao không. Và anh chị em ơi, trong cái tuần đó là cái bà mà bán thực phẩm đó được cả khu nịnh như là vị vua vậy. Bởi vì ai mà nhìn bà lườm lườm nhá, lập tức là thịt bèo nhèo đấy. Còn ai mà bà được cảm tình nhá, là mỡ với thịt tạc đầy đủ. Thành ra bà oách lắm. Thời kỳ đó đứa con nào học đại học xong cũng thi thương nghiệp, ít ra là rơi vào thủ kho to hơn thủ trưởng, hoặc là bán ở cửa hàng thực phẩm là cho nó oách. Cho đến năm 91, 92 mới nghề đó mới là nghề bây giờ. Còn trước đó là toàn đưa con đi học thương nghiệp thôi để đi ra bán thực phẩm và lấn ép. Tôi nhớ đứng xếp hàng mà sau 3 tiếng nữa thì cửa mới mở, mà tôi đứng phía trên ông, phía sau là bà, và tôi dường như phải kiễng chân như vậy bởi vì nghẹt thở, trên ép dưới ép. Và thằng nhỏ con như vậy, tôi giống như kiểu Danny bây giờ. Danny còn được ăn, còn béo béo chút, ngày xưa tôi nó ít được ăn, thành ra nó gầy còn hơn Danny bây giờ đó. Mà thử tưởng tượng bên này bên kia dên dưới ép, cái đó gọi là lấn ép, cái đó gọi là lấn ép.
Và tại đó có một người đàn bà bị mất huyết đã 12 năm. Bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Tiếp theo, người đã nghe tin. Hãy nhắc lại cùng tôi từ nghe tin. Nghe tin gì anh chị em? Bà nghe tin rằng Chúa nói, thần của Chúa ngự trên ta, Ngài đã sức giàu cho ta, để cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng mắt. Và bà biết rằng đây là người được sức giàu. Đây là người được sức giàu. Từ sức giàu này đối với tôi và bạn nó rất ít giá trị. Nhưng ngày xưa dân Do Thái họ đang đòi đấng sức giàu. Jesus Christ, từ Christ đó là sức giàu. Mỗi một người Do Thái đều hiểu sức giàu có nghĩa là thế nào. Mỗi một thầy tế lễ, mỗi một vị vua, mỗi một đấng tiên tri đều được đổ dầu trên đầu. Cái đó gọi là sức giàu biệt riêng để hầu việc Chúa. Tôi và bạn có thể rất là khó hiểu, giống như người Đức tại đây không hiểu thế nào là toilet ngồi, mà ngồi gió thổi lồng lộng ở phía dưới này. Còn chúng ta hiểu được, anh chị em. Có những cái mà bạn nghe thấy khó hiểu, nhưng người đàn bà này là người Do Thái, bà hiểu được bài giảng của Chúa. Đức Chúa Trời đã sức giàu cho ta. Bà hiểu rằng đây là con người không phải chỉ nói, mà phép lạ đã xảy ra. Cho nên vì bà nghe về Ngài đấng sức giàu, cho nên bà nói rằng ta sẽ chỉ dò đến áo của Ngài thôi thì ta sẽ được lành. Ta sẽ chờ đợi, ta sẽ hành động, chỉ cần ta dò vào gấu áo của Ngài. Bởi đức tin không cần ai biết, không cần Ngài biết, cũng không cần phải nói ra. Bởi đức tin ta có, sự sức giàu của Ngài có. Giờ lén cái gấu áo của Ngài thì sự sức giàu đó sẽ chảy lập tức lại với ta. Bà thấy bà khác với những người lấn ép Ngài khác. Bà nói ta chỉ cần lẩn ra đằng sau giờ áo Ngài. Cùng một lúc ấy, khi bà thực hiện, huyết lậu liền cầm lại. Người biết được ở trong mình đã được lành bệnh. Tiếp theo, tức thì Đức Chúa Giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình. Trước đó hàng ngàn người lấn ép chen đẩy Ngài. Họ còn chen đẩy Ngài hơn cả xếp hàng mua thực phẩm tại Việt Nam ngày xưa vậy. Thế mà chả có sức mạnh nào ra từ Ngài. Hay nói một cách khác, không có sự sức giàu nào đi ra khỏi Ngài tới với họ. Có như là ông Ben Hinn cầu nguyện cho người khác, ông ngã lăn quay luôn. Bởi vì khi ông cầu nguyện, sự sức giàu mạnh quá lên trên người kia và nó bật ngược trở lại cho ông ngã luôn. Sau đó ông phải đứng dậy tiếp tục hầu việc Chúa tiếp. Sự sức giàu mà ra từ Đức Chúa Giêsu, ông biết sức mạnh ra từ Ngài. Bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng, ai đã dò tới ta? Chú nói chính xác không? Người đàn bà nói rằng, ta dò. Mời ông cần đứng lên chút. Sự khác biệt giữa giờ này, cái này không phải là giờ, cái này là xô. Mọi người hiểu không? Cái này là không phải là giờ, cái này là túm. Cái này không phải là giờ, cái này là huých. Cái này không phải là giờ, cái này là giặt. Ok, mà anh ngồi. Giờ là thế nào? Giờ là giống như con ruồi đó. Giờ. Giờ. Nhẹ mà không hề ai biết. Bà nói rằng, tôi giờ. Chúa hỏi ngay, ai giờ? Ngài không hề nói, ai sờ. Mặc dù cũng là ờ. Nhưng mà từ sờ với giờ, hai cái hẳn nhau. Sờ là, thế này là sờ. Còn giờ là giờ. Chúa chính xác cả lời không anh chị em? Ai dò ta? Môn đồ ngạc nhiên lắm. Ôi, Chúa, thầy thấy đám đông lấn ép thầy mà thầy còn hỏi ai dò đến ta? Chúa nói rằng lấn ép là lấn ép, còn ta hỏi đúng có một người duy nhất dò thôi. Còn bọn này cả một ngàn người lấn ép ta biết rồi, nhưng ở đây chỉ có một người dò tới ta bởi đức tin. Thầy cho ta hỏi kẻ nào dò tới ta là như vậy, chứ không phải là sợ, không phải là giật, không phải là túm, không phải là ảy, không phải là huých. Ngài nhìn chung quanh, Ngài biết Ngài nói cái gì. Môn đồ nói rằng, thôi Chúa ơi, lấn cấn rồi Chúa. Chết lấn thế này mà hỏi người nào giờ. Chúa nói giờ là giờ. Chúa nhìn lại mà hỏi ai? Ai? Tức thì Đức Chúa Giêsu tiếp theo câu 33. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài để tỏ hết tình thật. Vì sao run sợ? Bởi vì bà này bị chảy huyết lậu.
ở Israel á, bị chảy huyết lậu là bệnh không sạch, và bệnh bệnh hủi là không được đến trước đám đông, không được đụng vào những người được chữa lành, những người khỏe. Thật ra người hủi đó hoặc là người bị bệnh lậu á, bệnh chảy huyết lậu, họ phải treo một cái bảng ở trước ngực này. Ví dụ bị hủi, ví dụ là ông Cẩn bị hủi, ông Cẩn treo một cái bảng đi vào thành phố để đi mua đồ ăn, ông vừa đi vừa hô từ xa rồi: Cẩn hủi đây, Cẩn hủi đây, hủi Cẩn đây, tránh tránh tránh, phải nói cho to để người được lành họ tránh Cẩn hủi. Và bệnh lậu cũng y chang như vậy. Nhưng bà này đó, bà biết rằng á, bà được chữa lành, và nếu có bị bắt ra đó thì tôi được chữa lành rồi, không bị ném đá chết. Thật ra bà mới sợ là bởi vì người ta phát hiện ra bà đó làm sai luật, có thể bị ném đá chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi trong bình an và được lành bệnh. Đức tin con, đức tin con đã nhận được sự sức giàu, đức tin con đã nhận được sự sức giàu, đức tin con đã nhận được sự sức giàu, đức tin con đã nhận được sự sức giàu. Bởi vậy cho nên hỡi anh chị em, bài giảng hôm nay của tôi là đức tin nhận được sự sức giàu. Hãy cùng nhau đứng dậy cầu nguyện, mời ban tôn vinh nào. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.